là tất cả anh em của Kiên cùng với Teo của Kiên đã có mặt trước là 4 hôm rồi anh em ạ. Đấy, chúng nó ăn cỗ 4 hôm rồi. Đấy, thêm 2 hôm nữa là tổng cộng là 6 7 hôm cơ. Đấy, cưới mình là cưới 2 ngày nhưng mà là đi 1 tuần. Đấy. Và tất cả những cái bạch rau này là mình làm tất cả là tôn hồng trắng hết. Không có một màu nào ngoài hồng trắng mọi người ạ. Bởi vì là cô dâu cô thích hồng trắng thì mình chiều ý kiến thôi anh em đấy. Mình đi đón dâu về đây mà. Thì cô dâu thích cái điệu thích cái gì nhỉ? Người ta gọi là gì? Thích cái sự dịu dàng đấy. Cô dâu không thích màu đỏ, không thích màu xanh và cũng không thích màu tím và cũng chả thích màu gì ngoài sự hồng trắng. Chắc là cô dâu chắc là kiểu là thích sự trong trắng này đấy. Bên trong này anh em ơi, cổng là mình tất cả những cái cổng cũng như là những cái hoa thì mình làm tất cả cái tôn màu là hồng trắng bởi vì là cô dâu thích hồng trắng, mình chiều theo ý cô dâu mọi người nhá. Là hồng trắng là Kiên Thư mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy cái tên ở trên kia rồi. Hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video gọi là ngày cuối cùng của đám cưới. Không phải là ngày cuối cùng kết thúc đâu nhá. Đây là ngày cuối cùng hoàn thiện sắp xong cái dạp rồi mọi người ạ. Đây là cái video mà chắc là một ngày hôm nay là phải hoàn thiện cũng như là phải xong tất cả các cái cổng này, rồi là loa đài này, rồi các thứ luôn. Thì hiện tại là mọi người có thể nhìn thấy là đã xong cái background. Ừ, chỗ này là cái background để chụp ảnh này. Kiên chổi Phạm Thư đây anh em nhá. Đấy, chuẩn tên cô dâu chú rể rồi anh em nhá. Đấy, còn là bên trong này thì mình sẽ đưa cho mọi người vào xem để mọi người nhìn thấy. Đấy, anh em thấy không, cổng hoa này thì mình đã trang trí đây là gần xong rồi. Với cả thợ thì đang làm mọi người nhá, thợ thì đang làm trang trí dần dần rồi, đang cắm dần dần rồi. Khoảng tầm độ khoảng trầm chiều chiều là xong cái cổng này thôi. Vào bên trong là sẽ làm nốt cái dạp, và bên trong cái dạp thì cực kỳ là hoành tráng và đẹp anh em ạ. Bây giờ mình sẽ dẫn anh em vào xong cái cổng dạp này. Đấy, là anh em thấy không? Mai chưa ấy. Đấy, tất cả những cái hoa văn và tất cả những cái đèn đã trang trí gần xong hết rồi. Nói chung chưa xong đâu anh em ạ, gần xong hết rồi nhưng mà điện thì chưa đấu nên là không thể làm mà cắm điện cho anh em xem cái về ánh sáng được. Đấy, còn là tất cả anh em của Kiên cùng với Teo của Kiên đã có mặt trước là 4 hôm rồi anh em ạ. Đấy, chúng nó ăn cỗ 4 hôm rồi. Đấy, thêm 2 hôm nữa là tổng cộng là 6 7 hôm cơ. Đấy, cưới mình là cưới 2 ngày nhưng mà là đi 1 tuần. Đấy. Ôi, đi cả tháng luôn. Đi cả tháng luôn. Đấy. Còn là Teo của mình thì ở với mình mấy năm nay rồi, thì ăn cùng với nhau mấy năm rồi. Đi. Chơi lâu cơ. Đây anh em ơi, cho anh em đám cưới này mọi người. Đây mới đẹp nữa anh ạ. Chưa trang trí hết đây anh em nữa. Đây có này. Đây. Bên trong này anh em ơi. Cổng là mình tất cả những cái cổng cũng như là những cái hoa thì mình làm tất cả cái tôn màu là hồng trắng bởi vì là cô dâu thích hồng trắng, mình chiều theo ý cô dâu mọi người nhá. Là hồng trắng là Kiên Thư mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy cái tên ở trên kia rồi. Và tất cả những cái bạch rau này là mình làm tất cả là tôn hồng trắng hết, không có một màu nào ngoài hồng trắng mọi người ạ. Bởi vì là cô dâu cô thích hồng trắng thì mình chiều ý kiến thôi anh em đấy. Mình đi đón dâu về đây mà. Thì cô dâu thích cái điệu thích cái gì nhỉ? Người ta gọi là gì? Thích cái sự dịu dàng đấy. Cô dâu không thích màu đỏ, không thích màu xanh và cũng không thích màu tím và cũng chả thích màu gì ngoài sự hồng trắng. Chắc là cô dâu chắc là kiểu là thích sự trong trắng này đấy. Nhưng mà anh em ạ, màu trắng màu hồng. Anh em ạ, bản thân của Kiên còn thích màu hồng, huống chi là cô dâu. Mẹ tôi mặc áo, tôi còn mặc áo màu hồng đấy anh em ạ. Đấy, tôi thề luôn, như thằng em tôi nó cũng mặc nhuộm tóc màu hồng luôn. Đấy, màu hồng luôn. Nó rất chi là nó thích màu hồng bởi vì là hồng năm tính, hồng nè, nó vừa thủy chung này,
hồng là nam tính này, hồng yêu dịu dàng này, hồng gọi là hồng cá tính, rất là đẹp luôn, rất là nhiều ý nghĩa đấy anh em ơi. Ánh sáng này anh em ơi, ánh sáng này luôn. Chân luôn. Đây. Trắng hồng luôn. Đèn. Xa thế, đi đây. Đây. Đèn như đèn máy bay. Đây. Đèn. Cái thiết bị ánh sáng này thì không khác gì ở một con ba anh em nhá. Lát nữa ngày 23, 24 tháng 9 dương lịch thì đèn và tất cả ánh sáng sẽ được bật lên. Thì lúc đấy là anh em nhìn cái quả đèn nó chớp tối sáng vào. Các kiểu nó lung linh luôn như cái đèn như cái đèn quán bar ấy anh em, cho quán bar ui cả ba luôn anh em, như đấy luôn. Đây là nó chưa lên đèn, nó chưa xong, bởi vì hoa nhá mọi người ạ, cái bục này nhá thì là mọi người nhìn thì đơn giản như này, không phải là đơn giản này đúng không, hoa thì nó đưa hoa ta cắm dài hết đây. Hết đây. Nó thành một hình chữ T. Mọi người hiểu không? Hình chữ T. Hoa dài kín luôn. Ở bên trên kia cũng nắp cả hoa luôn. Hiện tại thì cái anh chủ cái dạp này thì đang đi mua hoa, bởi vì là bên nhà máy ở bên kia thì nó chưa sản xuất kịp. Mình đặt hẳn hai con xe ben mà mọi người. Đấy. Còn ghế bàn ghế thì mọi người nhìn này, chất đống luôn. Cả trong nhà đây mọi người xem. Toàn màu trắng màu hồng em ạ. Đây. Trong nhà đây. Trong nhà thì anh em nhìn nào, rất là nhiều bàn ghế để tiếp khách. Đây, đây bàn ghế rất là nhiều đó mọi người nhá. Nói chung là không còn chỗ ngồi là phải ngồi cao trong nhà luôn. Đúng rồi. Nếu không có trong nhà này thì không biết là ngồi ở đâu. Mọi người ạ, thì phải ngồi cao trong nhà luôn. Và ở trong nhà này thì cũng là tôn hồng trắng luôn. Đấy, nói chung là ngày hôm nay là cái ngày gọi là chắc là ngày cuối cùng sẽ hoàn thành xong cái dạp này rồi. 80% rồi anh ạ, 80% rồi. Đấy, còn là khách khứa theo mình rồi. Còn mấy hoa thiết kế một tí nữa thôi là không. Đợi đội nhà mình thì đã ngồi ở ngoài này đóng cỗ rồi. Đấy, đợi ngày mai là ngày 23 là tất cả team của mình cùng với anh em của mình là đi ăn hỏi. Đấy, rồi là đêm 23 là sẽ có đi chơi cùng với tất cả các nghệ sĩ, diễn viên và các idol sẽ về rồi nhá. Ngày 24. Anh em ạ, tới ngày 24 là tất cả các idol ở ngoài miền Bắc này hầu như là ai cũng có, được chưa? Rồi. Mọi người cứ chờ đón ngày 24 nhá anh em nhá. Dạp cưới rất là đẹp mọi người. Mới là ngày 22. Hôm nay là ngày 22. Ngày 3, ngày mai là ngày 23. 23 thì mình sẽ đăng clip vào ngày 22 anh em nhá. Đấy. Nói luôn cho anh em là ngày mai là mình sẽ đăng clip là ngày 22. Thì là ngày 23 là ngày tôi đi ăn hỏi. Đấy. Ngày mai là tôi sẽ đi chính thức là đi ăn hỏi và mặc lên mình những cái bộ đồ gọi là lần đầu mặc mọi người ạ. Không có ai lần hai cả. Đây là thứ gì đấy mọi người ạ? Đây là không, mai là mặc áo tần thờ để đi chat. À đúng rồi, đi chat. Và là mai anh em hóng cái bộ ảnh chat cực kỳ là sốc. Và có cả flygam các thứ của là những cái gọi là nhà bên nhà xa nhà gái gặp nhau ấy. Đấy, chim đôi quấn quýt luôn đấy. Ngày mai nhau ngày 23, ngày 3 xuống nhà con dâu bê cháp, ngày 24 là chính thức, ngày 24 là ngày 24 là ngày nổ hũ. Nổ hũ luôn anh ạ. Đấy, thì là mình có rất nhiều bạn này, có rất nhiều bạn hỏi anh này, tại sao mà anh lái máy bay? Thì ra là anh lái máy bay à, thì ra là chị Thư hơn tuổi anh à, thì mình tâm sự với mọi người như này. Sau cái đám cưới này thì mình sẽ có một cái video toàn bộ tất cả về đám cưới và sẽ có một cái đoạn ngắn tâm sự mỏng ở cái đoạn đầu là mình sẽ nói ra là lý do tại sao mà mình yêu Thư, lý do tại sao mà mình quen Thư và lý do tại sao mà hai đứa chúng mình yêu nhau 5 năm mà không có cái gì ngăn cản được ấy, kiểu mặc dù hơn tuổi đấy. Đấy thì mình sẽ phần lý cho mọi người ở đằng sau cái đám cưới sẽ có một cái video rất là dài. Còn là các bạn có thể biết là đám cưới bây giờ ấy có rất là nhiều cô dâu hơn cô rể chục tuổi, 20 tuổi. Có rất là nhiều đám cưới cô rể hơn cô dâu hẳn 30 tuổi. Nói chung là độ tuổi nó không quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất là phải hiểu được nhau, phải yêu thương nhau và phải nhịn được nhau. Đấy, thế là cái mấu chốt để trở thành là... Ôi,
bố Phạm Thư mọi người đây. Bố đến rồi. Bây giờ mình ra cái xem cổng em nhá. Người ta mình xem cổng cũng là để mình có chỗ nào mà thiếu sót thì mình bảo luôn. Chào bác. Cháu đang quay rồi. Thì cháu cứ quay thôi. Nên bây giờ thì lẽ là con trẻ nhà bác rồi thì không vấn đề gì, như là người nhà. Đấy. Bé nhá anh em nhá. Thế thì thợ thì đang cắm hoa anh em ạ. Đang cắm hoa, đang cắm chức rất là nhiều hoa. Hoa này nó hoa màu hồng trắng anh em nhá. Đấy, nhìn rất là ok luôn, được chưa? Bởi vì là anh em nhìn đây, anh em nếu mà để mà nhìn tổng thể thì nó mới đẹp đúng không? Nhìn tổng thể, bạn đứng xa nhìn tổng thể từ ngoài vào trong thì nó rất là rộng tổng thể này. Nhìn toàn trắng với hồng thôi nhá. Nhìn trắng với hồng nhìn rất là đẹp luôn mọi người ạ. Toàn trắng với hồng thôi. Nhìn như kiểu là lạc vào cái hoa anh đào anh em ạ. Đấy. Không lạc vào gì vào trong đây cả anh em. Đấy, hai màu đấy. Hai màu thôi. Mình không thích màu đỏ bởi vì cái thứ hai mình không thích màu vàng bởi vì màu vàng thì cũng không xấu. Mình cũng không thích màu xanh bởi vì màu xanh nó là lẹ. Mình cũng không thích màu tím bởi vì nó cũng là lẹ. Bây giờ vẫn là màu hồng phấn với cả là cái hồng trắng là đẹp nhất anh em ạ. Thôi ok nhá, thì mình cũng không có gì để chia sẻ thêm. Và cái đám cưới của mình sẽ chuẩn bị diễn ra và mời tất cả mọi người và tất cả các fan, tất cả những mọi người mà là bạn bè anh chị gần gũi từ xa của Kiên mà nhận được cái video này và biết cái đám cưới của Kiên thì mọi người nhanh tay, mọi người thu xếp công việc và mọi người trở về với Kiên để chung vui cùng Kiên ngày 23-24 nhá. Ngày mai ngày kia rồi nhá anh em nhá. Đấy, anh em nào mà chưa được tôi mời nhưng mà là anh em của tôi. Đấy, nếu mà xem được cái video này mà tôi quên thì anh em lên luôn. Đấy nhá. Tất cả các bạn xem video của mình và bạn fan của mình, lúc quý Kiên lên đây để chụp ảnh cùng với Kiên để chung vui cùng Kiên nhá. Ok. Còn không có gì để chia sẻ cả. Thì chắc là mình sẽ tắt clip ở đây. Còn khi nào mà cái dạp này mà hoàn thành 100% thì mình lại quay một cái video mà hoàn thành nữa. Bởi vì đây là một cái video đời sống hàng ngày, đời sống bình thường. Và ngày quan trọng thì mình muốn quay tất cả những khoảnh khắc này để cho mọi người biết là dạp của mình như thế nào và có bao nhiêu người và có ai những ai nha mọi người nhá. Ok mọi người, tạm biệt mọi người nhá. Hẹn mọi người ngày 23-24 nhá. Ok.